Chẳng biết chọn gì cho mình.
thoát, tinh thần kiên cường đấu tranh không khuất phục của đồng bào chúng ta đang sống tại Việt Nam vẫn dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà đặc biệt là quý vị có mặt ở đây tham dự trong đêm đêm quý này. Qua các hoạt cảnh vừa rồi, Nguyễn Long cũng nhìn thấy quý vị cũng hợp lòng hợp ý chủ trương về quốc nội, và cách là khi mà Tô Văn Châu ra to cái khẩu hiệu là đào đạo sản Việt Nam. Trong cái hoạt cảnh mà Nguyễn Long đứng đây, Nguyễn Long nhìn thấy quý vị mặc dù đang ngồi đó đưa tay lên để giữ phần đào đạo sản Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị.